thì chú nói này rồi mấy cháu đang lên đi, rồi chú nói rồi cho chú Tứng này biết luôn. Chú Tứng này đừng có so đo với cái chú cậu bé 26 tuổi mà té phà nhầm cốc, té cái phà ở dưới. Tại vì nè, anh nói cho chú Tứng nghe, rồi mai mốt muốn cái gì á là điện nói chuyện với Tấp, hồi xin số của Tấp điện nói chuyện với anh. Anh phân tích cho em nghe cái vụ này, em đừng có nói á, thằng kia nó chết cũng 9-10 bữa rồi, tại sao không vô Tấp nào đi quay mà quay cái vụ của vợ của tôi không? Đây nè, anh nói cho em nghe nè Tứng, người ta chết cái nguyên nhân của người ta là người ta đi tắm sông người ta chết, là cái đó là người ta không có quay được. Biết tại cái hiện trường đó, cái hiện trường đó là người ta không quay là biết lý do sao. Tại vì cái cậu này á, cậu đi tắm thì gặp bẻ cậu á, bởi vì nó chưa có nổi lên. Tại tại vì nói chung ra cái người đi tắm á, lúc nào cũng phải dãy dụa rồi, bị rập bẻ hào khi này kia nọ, nó cũng phải dãy dụa, nó mới kẹt vô đâu đó, nó mới nổi lên, từ từ nó cũng phải nổi. Mà nghe nói nổi cũng gần gần vợ của chú đó, chứ phải không? Mà chú đừng có so đo với người ta, tại người ta chết á là người ta chết nước thôi, còn vợ của chú á, người ta theo quay á là cái lý do gì tao quay. Tại vì cái hiện trường bây giờ chú nói con vợ chú đã nhảy xong tự tử, mà tại sao chú không cho tao lại tao mò cái chân chỗ đó, mà chú dắt người ta đi đầu này đầu kia, chú đánh lạc hướng, là chú so đo với cái người mà cái cậu mà 26 tuổi đó, cậu đã hoàn toàn đã sai. Anh nói cho cậu, cho chú Tứng nghe nghe, nếu chú làm sai thì chú ra tự ra đầu thú đi, chứ để người ta tìm ra bằng chứng nữa thì gia đình của chú đã nó nhiều người lắm nha, chứ phải là nó nói mình anh chú đâu, nhiều người lắm á, môi là nhiều người lắm á nghe chú. Nói cho chú biết vậy chứ đừng có đi phân bì với cái người 26 tuổi đó. Tại người 26 tuổi nó chết đó, người ta biết nguyên nhân rồi, còn vợ của chú chết cũng có nguyên nhân, người ta mới bình luận, người ta mới quay ra đồng cộng đồng mạng, người ta mới chú YouTube mới quay cho lên cho cộng đồng mạng coi. À, chú phân tích vậy á, anh phân tích vậy đó, rồi chú suy nghĩ đi. Chú ra ngoài công an chú đầu thú sớm đi, được phân hồng với pháp lực. Chứ mà để mà điều tra ra nữa thì bên gia đình chú đã rắc rối nhiều đó nha, cũng nhiều người lắm á. Nói chú vậy đó, người ta biết chú đã giết vợ rồi, đã gây án rồi, rồi điện người nào lại tiếp tay với chú nữa, người ta cũng biết rồi đó. Mà để cho chú nghe nói chú đi gạo hả, chú chở gạo ra Sài Gòn hả, chú chạy đi được bao nhiêu lần, được bao nhiêu chuyến thì từ từ cũng phải ra thôi. Cái nghiệm tử thi này người ta đã biết rõ rồi, nói chú vậy đó. Thì chú thương vợ chú ra đầu thú đi, được phân hồng cho chú giảm bớt tội thôi, chứ đừng chú mà che giấu nhiều quá, giấu đầu cũng lòi đuôi rồi chú ơi. Có gì đâu, chú giấu đầu rồi lòi đuôi à. Ở đây người ta biết nữa, người ta biết bao nhiêu người tiếp tay với chú nữa, chứ không là không. Mà tôi là cộng đồng mạng thôi, tôi là chỉ là cộng đồng mạng là đi giúp đời thôi, giúp đời thôi, giúp đời với góp ý kiến vậy thôi. Với cái ông mà nói cái vụ mà trong cái clip của Hoàng Sáu á, ông đó ông nói là con vợ á thì không có quyền, thằng chồng có quyền lấy cái giấy tờ xà lan á đi cầm được. Ông có anh nói là anh nói bậy, em nói thẳng với anh luôn á, em không biết anh là ở đâu, bao nhiêu tuổi, mà anh lên cái tin Hoàng Sáu mà anh nói là cái vụ mà ông Hằng Tứng này nó có quyền, nó đứng chủ sở hữu xà lan đó, nó có quyền đem giấy đi cầm, đó là anh nói bậy. Anh biết trong gia đình ta là sao không, mà anh dám khẳng định thằng chồng nó đứng cái đứng tên vào trong cái xà lan đó. Tôi nói thiệt với anh nè, của chồng là công vợ,
Bây giờ thí dụ như bây giờ nè, bây giờ cái nhà đi, bây giờ anh muốn kêu anh bán, biết rằng anh đứng chủ hộ rồi đó, anh kêu anh bán mà không có vợ anh ký làm sao anh bán? Em nói cho anh nghe, em phân tích rồi anh sẽ nghe em nói, anh lên anh nói tầm bậy để chúng chửi anh là anh đừng có sao đó, anh nói bậy được, ăn bậy được nha, chứ nói bậy là nó không được. Nói chung nó vậy, ăn bậy rồi cái nói bậy không được. Với một anh á, cái một anh đó nói là cứu quà không được thì mình cứu cho thằng Tấn. Ủa tại sao mà anh cứu của Hà không được, cứu một Tấn là cứu một mạng người xây đi bảy cái chùa, xây bảy cái chùa. Ủa tại sao con vợ đó, còn tại sao vợ anh nhảy xuống mà nó không cứu, mà anh nói cứu vợ không được là cứu nó. Ủa nó là phạm nhân đi cứu nó làm gì? Giờ cứu nó rồi mai mốt còn người khác giết vợ ta, rồi anh cũng phải lỡ nói vậy rồi người ta cứu nữa hay sao? Người nào mình nói mình phải suy nghĩ trước nghĩ sau. Thí dụ mình làm cái chuyện đó đúng, tôi lợi tôi bên anh được, còn anh làm anh sai tôi lợi tôi bên anh chút bánh tôi hay gì? Tôi nói này cho anh nghe luôn, tôi phân tích cho anh nghe cái này. Bây giờ tôi giết người, anh dám mà anh binh tôi không? Anh dám chạy đẩy tôi không? Mà nói là cứu mọi người sẽ bảy kiếp hồi đồ. Tại vì tôi bức xúc quá rồi tôi mới nói cho anh em nghe luôn, chứ không phải là cái gì. Trong nói chung là trong cái vụ án của chị Hà. Đúng rồi. Té xà lan này nó có nhiều cái quẩn phức quá. Đúng. Nói chung là con ai cũng bức xúc gì với vấn đề này. Mà tôi thì chung ra tôi còn đồng mạng thôi, tôi cũng không có dòng họ dục thịt gì với cô Hà. Chẳng nếu mà tôi mà có dòng họ với cô Hà đó ha, tôi nói thiệt với mấy chú luôn á, với mấy anh mà nói mà lên mà nói phong lông phong lá đó, tôi về cái tên á, thằng Tấn này chừng tôi cắt cổ lâu rồi nữa, chứ đừng nói mà để nó sống ở trên đời này đâu, để cho đợi ông ngoan vô cuộc đâu. Tôi nói thiệt với mấy anh vậy đó, tại tôi là con đồng mạng không có người dân thôi, chứ không có bà con dòng họ gì. Chứ nếu mà bà con nó thiệt không dài cho hỏi thôi. Nếu mà cái xác của em tôi hay cháu tôi mà nổi lên chịu đó rồi thì Tấn này khỏi bước lên bờ được luôn á, chứ đừng nói mà đi lên bờ mà nó là lên bờ mà điện dưỡng chính nó đánh xà lan đi sửa hả? Nói chung là bên chị Hà quá chị Hiền. Thì nói chung ra thì bên đó thì ta nói chung ra là nó đang chơi trường mà. Ăn chay không phải là nói ăn chay trường. Tại bên Đức Thầy đó thì người ta đã biết ăn chay niệm Phật, chứ không phải là người ta hồ đồ. Mà mấy anh mà lên bình luận á, để bình luận nhiều mà bình luận tào lao vô á, rồi tôi không phải là tôi dạy đời mấy anh, mai mốt người khác mà lên ta chửi mấy anh luôn nữa, chứ không phải là nó nói nhẹ nhàng như tôi. Tôi nói phân tích như thôi cho mấy anh tự suy nghĩ. Còn mấy anh muốn càng xin số điện thoại tôi cho luôn, tôi cho số điện thoại tôi luôn, mấy anh điện cái chuyện với tôi. Đó. Anh nói rồi, anh nói rồi cho mấy em nó đăng lên đi, rồi mấy cái người mà nghe điện thoại nghe được đó, muốn càng gì xin số anh cho luôn, muốn càng gì liên hệ điện với anh, nói anh nói với anh phân tích cho nghe trực tiếp. Rồi cái hơi nó mới tống ra sau này ra cái mông, chứ cái ngực á là nó không còn hơi nữa. Nếu mà bình thường không ai chối buộc á thì cái hơi nó mới ép vô cái bụng. Chứ hai cái vú này. Dạ. Tại vì ngực á là chia sẻ là người phụ nữ lúc nào cũng phải là nằm ngửa lên ha. Đúng đúng. Nam là nằm ấp. Nữ là phải nằm ngửa. 100, 1000 người cũng vẫn y gan vậy. Dạ, nếu mà trong vòng là 3 đến 3 ngày là 3 đến 4 ngày á. Không có tới 4 ngày đâu. Là 24 tiếng là... chứ 24 tiếng là nó nói là đời. 36 tiếng là nó nổi nguyên con người luôn. Đó. Chứ không có vụ mà nói 4 ngày, 5 ngày đâu, không có đâu. 3 ngày thì dữ lắm rồi, là người ta nổi lên là hết nguyên người rồi. Chứ không phải là như cô Hà này mà đỡ cô Hà này. Chú nói thiệt, cô Hà này nếu mà ai xin mà không cào được đó ha, chừng 3-4 ngày sau nữa thì cào, nếu đụng đi nữa cũng là con số 0 thôi. Cũng là con số 0. Tại vì cái hơi nó hết rồi.
nó gan như bây giờ á, là bây giờ như chú Cát Nghĩa con nghe, bây giờ con người mình á nó chết mà không bó buộc á thì ba ngày nó nổi, mà nếu bó buộc á nó sình lên tới cái độ của nó là hết cái thời hạn của nó trong vòng 15 ngày hay 20 ngày đó, rồi họ bắt đầu cái tự cái nó phân hủy rồi, nó phân hủy hơi rồi, bắt đầu cái hơi của nó mới xì ra, nó ra mà nó phải nó ra như cái kiểu mà bình thường, nó ra nó ra rỉ rỉ rỉ, rỉ thôi, nó ra cái hơi nó tống lên, nó hơi tống lên một giọt nhỏ như bong bóng thôi, đó, nó bắt đầu nó mới ra cái nhiều ngày đó mà nó xẹp lại con người mình, nó hoàn toàn nó không còn hơi nữa. Thì bây giờ á cào lên đúng đụng á, thí dụ đụng vật cứng á, thì nhảy xuống mò thì mới tìm được thôi, chứ mà nếu mà cào mà kiểu mà như bữa đó mà cào của Hà đó ha, tại còn hơi đó chứ hai ba ngày nữa nó hết hơi rồi, cào mà kiểu mà đứt cái neo đó ha, đứt cái dây cào đó đó mà kéo lên rồi thì của Hà đã đứt rồi thì nó cũng trôi đi luôn chứ không có còn nổi ra nữa. Tại vì nó phình lên, nó hết cái quá hạn của nó rồi thì nó phải xẹp. Bây giờ con người ta mình gì nè, chết nước bình thường thì thôi nè, nếu mà ba ngày mà phình lên mà tìm không được á là hai ngày sau rồi đầu nó xẹp lại, nó xẹp nó chìm lại nữa ăn, chứ không phải là nó nổi luôn à, nó chìm luôn cái xác luôn á. Nó tại vì sao người mình chết lên á, sình lên á, ba ngày hai ba ngày đó nó phình lên con người mình lên á, mình không vớt được á, bắt đầu cái là nắng này nè, nắng này bắt đầu cái nó nắng quá, cái đầu cái từ từ cái đầu nó mới cái nay bụng này nè nó mới bể là bắt đầu có hết cái hơi rồi, nó chìm xuống lại là không bao giờ nói lên nữa, tại đó nó hết hơi rồi, nó không còn hơi nữa. Cũng như chú nói cho con nghe là như cái bánh xe mình đi, như bánh xi đi, bây giờ xuống sông nó con đâm đi, con đâm cái phập đi rồi con bỏ đi, có khi nào nói không? Cái cuộc xe mình đó, cuộc xe mình làm phao đi, nó về xuống đó đâm cái bập đi rồi nó nói không? Nó có bị gian gì thôi đó. Bởi vậy nó ngày chú A Xin á, chú A Xin này các cũng có căn kiếp với cô Hà, tìm được cái xác cô Hà này, anh rất mừng A Xin, tại A Xin lên quay cũng biết chú rồi, anh chung rất mừng A Xin. Và cái điều mà như chú Tư chia sẻ là nếu mà từ trong vòng 3 đến 4 ngày là thi thể sẽ nổi, cái điều và tiếp theo đó là sinh vật nó sẽ ăn lằn cơ thể không? Không, cái lúc mà mình rớt xuống á, mình chết á, mình té xuống sông mình chết á, là mình còn ở dưới đất á, chứ cái ba bữa sau mà nổi lên là không có con gì nó ăn, nó ăn là nó ăn chỉ ăn cái nếu mà nam á thì nó ăn cái mặt cá đổ lại rỉa cái mặt à. Còn mà lần lần á là con này con kia nó bám như con bọ này kia nữa, ở dưới biển thì ý sông thì em biết rồi, những con côn trùng này trùng kia nó bám vô cơ thể mình á, lại dưới mặt đất á, là lúc mà con người mình chết á, mới chết á, thì nó nằm sát đất này không, nằm cái sát đất này, trôi mình nó nằm sát đất. Không có lờ đờ luôn, không có lờ, tại nói chung nó nằm sát đất gì à, nó cỡ khoảng chừng 5-7 tiếng hồ sau bắt đầu nó mới lừng lên, nó lừng hơi hơi lên, là 12 tiếng bắt đầu nó lừng lên, 24 tiếng bắt đầu nó lên nữa, nó càng ngày càng lên. Là tới 36 tiếng là con người mình lên tới mặt nước rồi. À, như chú đó là 48 tiếng, 48 tiếng là sao, là như là nói chung ra là 2 ngày 2 đêm đó. Là con người mình nó nổi lên là nguyên con người luôn đó. Chứ không phải là nó ăn, là nó ăn cái lúc mình đã chết á, là mình ở dưới á, là con này con kia nó mới ăn. Như chú Tư suy nghĩ cái này, như chị Hà có bị bao bọc gì không mà sao mà có chứ, có chứ, cơ thể của chị Hà cái còn nguyên vẹn. Đúng mà cái này nhiều người bình luận cái giọng, mà cái giọng là không có đúng cái giọng đâu, tại nói chung ra cái giọng là không bao giờ móc nó tét được,
cái giống nó giống mùng, mà loại giống dù mà giống mùng đó không bao giờ nó cắt được, không bao giờ, trừ ra miếng bạc thôi, trừ ra nó quấn miếng bạc, miếng bạc đó mới tét thôi, chứ ngoài giống là không bao giờ. Tại nhà chú có hai cái giống mùng rồi, giao cắt còn cũng chưa có đứt ngọt nữa, chứ đừng nó mà nói một câu đó mà móc vô mà tét, không bao giờ đâu, không bao giờ tét. Chú suy nghĩ hai vợ chồng nó ví dụ một triệu rưỡi là một triệu đó, là không phải là nó giết ở ngoài sông nó đâu, nó giết ở trong bờ rồi vậy. Giết trong bờ rồi rồi mới ra đó, nó ra đó nó điện cho bên của nó lên tiếp tay nó, lúc đó nó quẳng rồi thì điện bên nó lên thôi, ra là như là tiếp tay nó thì đụng gì quơ được cái gì quơ gì bó đó vậy thôi. Mà nếu mà nói dụng bao thì cũng không đúng, mà bỏ vô là lấy cái bao bỏ vô cũng không có đúng, mà cái giỏng bó là cũng không có đúng. Chứ mà nói mền rồi này kia nọ thì cũng không đúng luôn, có chỉ là chỉ cái miếng bạc đó, miếng bạc đậy đồ đó, đậy mình đi đồ khô là luôn luôn là phải có bạc, mưa gió mình phải đậy nó dở rồi, nó ra tay với vợ nó chết rồi thì nó quấn luôn cái miếng bạc đó, nó quấn lại đó, nó quấn lại đó. Rồi cái ngày mà xin nó cào lên á là nó móc tái tét miếng bạc đó, cô Hà mới bung lên thôi. Chứ nhiều người nói vô cái giống là không có giống là không có tét. Chú đã thử rồi, chú có kinh nghiệm, chú thử rồi mà, chú thử rồi, nhà chú rồi à, chú lấy cái giống xuống dưới luôn mà, giống mùng chú có mà, chú đem dưới lấy đá chú buộc xuống dưới luôn mà. Chú ở nhà thử làm thí nghiệm thử luôn hả? Đúng đúng, thí nghiệm luôn mà, chú đã thử luôn mà, đi xuống dưới rồi chú neo dưới sông nhỏ, chú dưới nó không có sâu, nó có 1 mét mấy 2 mét, chú neo đàng hoàng luôn. Nói chung là mình bức xúc quá mình mới làm thử ha. Đúng đúng, chú lấy đi kiếm xin bầu chấu mà ta, chú để vô trong đó đó, rồi chú lấy đá chú neo xuống dưới đó, rồi chú đi làm chú lấy cái sắt chú mài cho nhọn nữa nè, không phải là phải bằng như cái asin mà đi cào đó đâu, phải móc làm cho nhọn ngang mới móc làm cái lưỡi câu mình á, chú móc cho đó chú bệnh lên thử coi, không bao giờ tét, không bao giờ tét đâu. Ai nói cái giọng hùng đó mà nói móc tét đó, cái gì chú chịu hết trơn, trừ ra là cái miếng bạc ngủ của mình thôi mới tét thôi. Rồi chú mới kinh nghiệm lại, chú mới đem cái giọng lên, chú lấy mũ xuống dưới chú làm lợi gan vậy nữa, rồi móc lên rồi xong xuôi là móc lên là chú móc dính rồi chú lên bờ chú gịch phân lên vậy nè, là cái bao với phạch lên liền, bao chấu với phạch lên rồi liền. Nghĩa là chú Tư là chia sẻ là cái buổi ban đầu chú Tư lấy cái gì giống dù đúng chú móc lên là không đi cái giống dù không có tét, không tét là trên cái bà con rồi nọ thì chỉ nghĩ là cái giống dù thôi. Đúng 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 đúng, đúng. Thật sự là nó không tét, không tét. Chỉ lần thứ hai chú thử nghiệm là bằng chú miếng bạc thôi, bạc là nó mới tét thôi, nó mới phịch lên thôi, nó phịch lên ha. Dạ. Chú nói cho mấy cháu nghe vậy, cái giọng cái mình nó bằng giải, bằng giải luôn luôn, lúc nào nó xuống nước là nó phải dẻo phải dai, chỉ có miếng bạc xuống nước là nó phải giòn thôi. Còn nếu mà nói ai nói kinh nghiệm á, nếu mà thử nghiệm như chú đi, giờ muốn thử cái cách nào chú thử hết, muốn thử bằng cái gì chú thử hết. Nếu mà móc vô cái giỏng có thể là lôi lên tất cả luôn. Nếu mà móc vô á, nếu mà nói mà neo bằng cái giỏng á thì nó lên hoàn toàn hết rồi, chứ không bao giờ nó nổi của Hà lên vậy đâu. Nó nổi là nó đi nguyên luôn, vừa neo vừa đồ là nó đi hết lên luôn. Nếu mà thằng Tấn này nó neo con vợ nó vô bằng cái giỏng là nó mắc dướng vô đó là nó phải kéo lên hết luôn, vừa này vừa kia nó lên hết luôn, chứ không phải mà vụ mà lên bực lên vậy đâu. Ngoài ra trừ khi là tấm bạc thôi, trừ ra là tấm bạc thôi, móc gách rồi nó mới nổi lên ha. Đúng, trừ ra là tấm bạc mình phải biến bạc mình để đậy
để che mưa che nắng đó, để ba cái hàng khô đó. Chú đã thử rồi, bởi vậy chú biết là ở dưới đó nó bó buộc cô Hà này bằng cái gì đó. Còn nếu không tin nữa, muốn thử nghiệm nữa, chút nữa về đẳng đi, chú lấy đồ xuống chú thử nghiệm cho mấy cháu coi thêm một lần nữa. Chứ không phải là chú nói là chuyện đơn giản đó. Bởi vậy là tại sao mười mấy ngày mà không có con gì mà để ăn của Hà này, là nó có cái biểu hiện mà nó ăn một cái dấu vết nào để cho nó để con này trên nước đó. Là hay nó có khác thường ha. Đúng rồi, những cái thể chú đã nhắc trước ha. Đúng rồi, chứ 10 người hết 10 luôn ở đây mà nếu té nước á là lên là nó ngay nó cũng phải là biến dạng con người rồi. Tới cái ngày mà vớt được cái xác là nó biến dạng con người rồi. Chứ không phải là như cô Hà này mà nổi lên mà nó nguyên người lên mà không có bị cái gì mà nó ăn nó ghĩa nó cắn hết trơn. Bởi vậy nói chung ra là hồi đó tới giờ chú năm nay chú 52 tuổi đầu rồi chưa có thấy cái sự việc mà như cô Hà này. Chú đi đã vớt rất nhiều xác lắm chứ không phải là không. Ví dụ như đây nè, bây giờ nè, thôi mà nói ai chết nước đó thì chú tình nguyện cũng phải đi xuống đi đồ đi tìm kiếm tiếp à đó. Mà mình tìm á đâu ba ngày chứ đâu mà tìm mà đâu mà mười mấy ngày vậy. Có cái nguyên nhân của nó chết nước, nó có hai ba điều chết lắm chứ không phải là một cái. Mà chết nước á là tử thi phải lên phải, trong bụng phải có nước. Còn chết mà không có nước đó, đâu phải là gọi là chết nước. Cái đó là bị người ta ám hại, người ta có cái tác động con người gây ra, người ta mới có chết. Dạ, bởi vậy á, dạ, theo cái kinh nghiệm của chú Tư hồi trước giờ á, là vớt xác á, là cái người mà chết nước á, là biểu hiện nó như thế nào, tay chân rồi đó. Tay chân thì nói chung ra chết là nó xui chứ không có vụ mà co như cô Hà. Yeah. Đó, người ta chết đó, nói chung là 3 ngày à. 24 tiếng họ nổi là đừng. Mà 36 tiếng á là nổi lên con người đó, nổi lên đó gần hơn một tấc rồi. Yeah. Chứ không phải là như cô Hà mà ngán ngày mà sinh lên cả đó mà không trôi đi đâu mà nằm tại chỗ. Yeah. Cái đó là tác động con người đó gây ra. Đó, bởi vậy á mình không có neo người ta làm gì mà để cào cái xác đó. Với có người á cũng điện cho bên kinh của Hoàng Sáu, nó có vụ mà chết vì cái nghiệp bà Thủy. Không phải đâu, bà Thủy không phải là bắt người mà giữ xác dưới đó luôn đâu. Người ta bắt á, người ta bắt cái xác của mình, người ta đâu có giữ, nó bắt cái hồn thôi chứ cái xác đâu có giữ. Mà cái anh thầy Mo đó, kêu bằng anh thầy Mo đó, thầy cúng đó, anh nói là anh giấy cô Hà nổi lên, anh cạo đầu, anh có biết mặt bà Thủy không? Không có này, anh nói rồi em kinh nghiệm nghe chú thầy Mo, để cho em múc đăng lên rồi cho anh nói gì nè, anh phát ngôn ra đây để cho em kinh nghiệm lại, mai mốt em muốn làm thầy Mo thì em phải học theo cái cách của con người ta. Chứ em phân tích á, em nói cái dạng mà nói là bà Thủy bà Quả thì anh không có tin đâu. Nói về tâm linh là... Nói về tâm linh á, bà Thủy bà Quả thì anh không có tin. Anh nói cho em nghe như vậy, nếu em nói bà Thủy á mà bắt cô Hà này á, mà em giái được, nếu mà em giái được cái lời nói của em, mà em giái được cô Hà nổi lên mà không ai đi bư đi cua đi cào đi móc lên á, để em đừng có nói là bà Thủy, đừng có nói là tâm linh. Anh nói cho em vậy đó. Với một anh cũng có điện cho Hoàng Sáu, nói cái vụ mà không phải Hoàng Sáu, cái kênh của em gì anh quên rồi. Bây giờ là mình cái đó là mình bỏ qua bên đi. Không có, anh nói rồi, em đăng lên đi rồi. Cái người mà binh vực cho chú Tấn nè, em mình biết sai mình phải sửa. Dạ. Sai thí dụ như mình em chỉ góp ý anh thôi về cái vấn đề là bây giờ cái biểu hiện của cơ thể mà cái người mà chết nước á,
nó như thế nào, thì cả anh là người đi xuyên suốt cái câu chuyện á, chứ anh có người là người vớt nhiều xác chết á, thì anh có thể là chia sẻ cái kinh nghiệm của anh dùng cho em được không? Được. Để cho khán giả để biết nắm được. Được. Dạ. Tại vì nói chung ra anh thì cũng theo cũng thằng em của anh thì nó vớt xác á, là nó cũng có mò xác cũng có, mà xác nổi cũng có, mà cái một hai tiếng thì mò được nha. Còn nếu mà cỡ khoảng chừng 5-7 tiếng á là em mò cũng không được, được không bao giờ được. Thí dụ như em biết như con sông này đi, nó bây giờ như con sông này hiện định đi, con sông này đi, nước nó chảy đã, nó rồng nó lớn thì em biết là nước nó chảy cỡ nào rồi, chứ đừng nói mà con sông ở dưới. Con người mà vớt xuống dưới á, một tiếng hai tiếng đồng hồ sau nó phải nó trôi xuống tới cho đốc dưới á, một khi tới bến đò Chu Giang nữa, chứ không phải là nằm một chỗ. Mà cái người chết đuối này á, đâu phải người biết lội mà chết liền được. Anh nói cho em nghe, không bao giờ chết liền. Nếu mà người á, chết đuối á, là trừ ra em không biết lội mới gọi là chết đuối, chứ cái người biết lội không bao giờ chết. Mà người chết người ta chết xuống dưới tay chân người ta nó ngay trừ à, chứ không có vụ mà co quắp. Bởi vậy anh nói cho em nghe, mình nói ở đây mình là cộng đồng mạng, mình nói mình chỉ là nói cái đầu đúng là sai thôi, chứ không phải là ấy. Còn nếu 100% á, thằng Tấn này nó sai rồi, nó sai nhiều rồi, chứ không phải là đợi gì người ngoài cuộc người ta giờ người ta biết rồi, chứ đừng nói người trong cuộc mà không biết. Thường thường đó, cái người cái xác chết mà nước đó anh cho em hỏi đó, là cái người phụ nữ đó, là nằm úp hay là nằm ngửa? Nằm ngửa. Dạ. Tại vì biết sao là nằm ngửa không? Còn cái nằm ngửa nằm sấp anh phân biệt cho em nghe luôn. Dạ. Tại vì cái người phụ nữ á, người phụ nữ chết á là trước khi hai cái vú này với cái này bụng nó phình ra trước đó, chứ không phải là người phụ nữ mà kéo lên như Hòa. Tại vì của Hòa nó bó buộc á, cái chất hơi của nó dồn lại đằng sau mông đó, nó mới nổi lên là mới nằm úp thôi. Còn cái người mà phụ nữ mà chết bình thường đó, là 3 ngày nó nổi lên đó, là ta nổi con người lên, ta nổi nó nguyên lên con người mặt với lên trời rồi. Là 3 ngày. 3 ngày thôi. 3 ngày là nổi. Nó nổi hết con người luôn. Còn mà quá 3 ngày là. Quá 3 ngày thì nó cũng vẫn còn sình đi. Yeah. Mà nó qua là 5 ngày, 5 ngày đến 7 ngày á, lúc đó nó mới xẹp lại. Là tư thế nổi là phụ nữ là nổi ngửa lên. Nổi ngửa. Không bao giờ mà úp. Không bao giờ nằm sấp. Dạ. Nam mình mới nằm sấp. Nam mình chỉ là nằm sấp. Đúng. Dạ. Nói chung ra nó như vậy. Nào giờ mình có vớt cái thi thể nào mà có phụ nữ mà nằm sấp giống như chị Hà không? Không bao giờ. Không bao giờ có. Dạ. Ở đây cũng có bao nhiêu, cũng có mấy người đây nè. Cũng có chích nước đây. Rồi, ha. Ừ, cũng có chích nước mấy người đây nè. Dạ. Mùa nước cũng có. Mùa khô cũng có. Có cái tình trạng nào giống như chị Hà không? Không bao giờ. Mà người ta chết 2 ngày đến 3 ngày là dữ lắm rồi, chứ đâu có bị như cô Hà này mà 10 mấy ngày. Đó. Mà cái người chết của người ta, thằng người chết thoải mái rồi này kia nọ, tay chân người ta đâu phải vậy đâu. Đó. Tức là người chết nước lúc nào là cái giò cũng thẳng luôn ha? Thẳng hết. Chứ không bao giờ nó bị co quắp như là như cô Hà. Chung là cô Hà thì cũng như đáng là em thôi, thì mình thì cũng đồng mạng, mình muốn thương tiếc cho cô Hà. Mà cái này chú Tư chia sẻ là để cho mình cái góp ý kiến cho mình, để cho mình biết hiểu thêm về cái ngày mà vớt xác của chú Tư và anh Khôi. Và chú Tư cho con hỏi thêm cái vấn đề giống như đó, cái trong quá trình mà người phụ nữ mà cái xác á, mà chết mà 12 ngày ở dưới á, thì như là cá đồ này nọ nó có thể nó ăn mấy phần mà mềm đúng như vậy không chú Tư? Trong vòng 2 ngày thôi, chứ đừng nói 12 ngày. Trong vòng 2 ngày thôi là nó con cá hầu khi con những con gì nó ăn được là nó ăn. Đó. Ví dụ như con
con trùng nước nè, con trùng chỉ nè, hầu khi con bọ nè, nó cũng dẫn vô chung vô nó ăn cơ thể mình, là kéo lên á, mấy người ở đây cũng vẫn chết đi, cũng mấy người đây đó chết đó. Trong vòng 3 ngày là 2-3 ngày là cũng như nó ăn tùm lum hết trơn á, năng mình nhiều khi mình nhận diện không ra nữa, chứ không phải là như của Hà mà mười mấy ngày mà ở dưới đó mà không có bị con gì ăn là nó có bao bọc cái gì nó có con gì nó mới không ăn được. Chứ nếu mà của Hà mà nếu mà nhảy xuống đó là của Hà đã trôi đi đó, nó phải nói chứ xuống tới Cần Thơ dưới mới tìm được. Mười mấy ngày để đi xuống tới tự Bến Ninh Kiều mới tìm được, chứ đừng nói mà tìm được ở tại chỗ đó. Chú dám khẳng định luôn mà. Từ đó tới giờ nó chung ra chú có lặng thiệt. Chứ đi thí dụ như ai chết thì chú cũng dẫn đi kiếm đi này kia nọ. Mà đi vớt là người vớt xác là đâu có vụ mà nằm tại chỗ đó, không có đó tới giờ luôn nha. Đó tới giờ là chú mới thấy cái câu hàng này thôi, chứ ngoài ra không thấy ai nữa hết. Đó. Bởi vì cái con sông này á, cái con sông này nó còn nhỏ hơn con sông ở dưới mà. Ở đây nó vẫn cũng có người chết đây, người ta trôi bé ở dưới này, chứ người ta trôi lên tới trên kia, chứ người ta nổi trên kia đó. Chứ không phải là nổi như cô Hà mà ở tại chỗ đó mà phóng xuống đó mà nhảy xuống đó mà chìm xuống đó mà chết mà tới cào lên cũng ngay chỗ đó đâu. Có người động tác vô thì cô Hà mới chìm ở trong đó. Chứ nếu mà cô Hà nhảy xà lan á là không bao giờ. Dạ, vì là theo chú Tư chia sẻ là trong vòng 3 ngày là sẽ có sinh vật là nó sẽ ăn những cái phần mà mình nhìn như cơ thể là nhìn không ra luôn. Đúng, đúng, dạ, đúng. Trong vòng 3 ngày đến 4 ngày thôi. Đúng, đúng, đúng. Dạ, không để mà tới 12 ngày mà nhìn vẫn còn y nguyên á chú. Đúng, tại vì nói chung ra con bọ, con này con kia nó rỉa nhất là hai cái mặt. Minh mặt, dạ. Hai con mắt, lỗ mũi, dạ. Miệng, lỗ tai. Tại vì lúc mình có mặt đồ thì nó không, nó chưa có vô ăn cái cơ thể mình được, là nó cái mặt của mình nó vô hết. Đó, dò cắn đồ này kia nọ, chỗ nào được nó bám được là nó quất ở đó. Chứ không phải là như cô Hà mà mấy ngày mà nổi lên mà nguyên dạng gì đâu. Là cô Hà này á, chú nói cho nghe. Nếu mà cô Hà này chừng 3 ngày sau thôi, nếu thằng Tấn nó đánh lạc hướng là 3 ngày sau thôi, là cô Hà này không bao giờ nổi lên. Cào cỡ nào cào không bao giờ nói lên. Tại sao chứ? Tại lúc đó cái hơi nó ra rồi, nó xẹp rồi. Dù bây giờ cho ai xin mà cào đi nữa, đứt đi nữa, cũng vẫn là con số không. Lúc đó là không còn nói được. Thì lúc đó là nó xì hơi rồi, nó xì hơi ra đó là cái ngày mà ai xin kéo lên đó, cái ngày mà ai xin mà đi ra đi cào đó, đi kéo đó. Là cái xác nó muốn hơi phân hủy hơi rồi. Nếu mà để qua chừng 2-3 ngày sau nữa thì bắt đầu cái xác nó xẹp rồi. Cái hơi nó ra rồi là bắt đầu nó xẹp rồi. Và dù bây giờ mình cào cỡ nào nó cũng vẫn cái xác nó không bao giờ nổi. Tại vì cái cô Hà này, cái cô Hà này cổ cũng linh thiêng á, với hợp với A-xin, mình chỉ cho A-xin mình cào tìm được cái xác của cô Hà này lên á. Thì cái đó là chú rất còn vui mừng luôn á. Mà tiếc là tiếc cái bữa mà xin cào cái xác lên mà không có cái vật chứng gì đó, còn không có trở lại cào thêm một lần nữa để tìm ra cái vật chứng lên đó. Là nói chung là trong quá trình mà kiếm được xác của cô Hà, nói chung là anh em ai cũng rất là mừng. Đúng cái xác đó đúng, mà mình không có nghĩ đến những cái vấn đề khác đó. Cho nên thì cái chuyện này thì cho nên là để cho bà con mình trong nước và ngoài nước để coi, để tham khảo thêm thôi. Biết rồi dạ. mà mình bình luận á là nói chung ra là chú đã gặp cái xác nó nổi lên á. Nếu mà cái xác nó nổi lên là cái cái quan sát của chú á, là cô Hà này đã bị tác động rồi, nó mới ở dưới đó, chứ không phải là cô Hà để chết trôi. Dạ. Thiệt, nếu mà cô Hà nổi lên á là cái giác quan của chú á, là biết liền. Giác quan của chú là biết là cô Hà đã bị cái gì ở dưới đó. Chứ không phải là nói là cây cối này kia nọ để gài cô Hà dưới đó. Tại cái sông đó đó. Dạ, cái lời của chú Tư á chỉ là góp ý để cho bà con mình để nhìn nhận ra thôi.
Còn cái chuyện mà để vấn đề mà của cô Hà thì để chính quyền chức năng để vào cuộc để coi, để biết được cái sự thật của chị Hà như thế nào. Cái việc này là của chú Tư để chia sẻ để cho bà con mình biết để nắm được cái thông tin thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ mà nếu mà bữa đó mà không có lo theo cái xác á thì bây giờ đã manh mối đó là thơ bài rồi. Yeah. Đó là manh mối, bây giờ đã thơ bài rồi. Mà nghe nói mấy cháu đi làm này, nghe nói bên Tấn hầm he nữa đúng không? Có hầm không? Dạ có. Bởi vậy mà em Hoàng Sáu là nó ngay chú có điện cho mạng Zalo của Hoàng Sáu rồi với em khám phá thực tế. Mà nói chuyện cũng nhiều lắm, cũng nhiều cái khúc lắm mà em khám phá thực tế thì em nói anh nói chuyện với em đưa cái này lên rồi cho anh Tấn thấy mặt rồi sợ anh Tấn muốn giang hồ là xử anh sao. Anh nói thật, anh không có sợ. Không phải là mình nói mình không sợ, mình ăn ngay là nói thẳng cái chuyện mình làm á, mình hâm he người ta, mình có tội mình không hâm he người ta, chứ người không tội. Em nói gì bao nhiêu em nói cái đó là em nói ngoài xã hội người ta rồi, ta không có nghĩ rồi. Nói bây giờ anh không có tội nè. Nói bây giờ em lên mạng đi, em cho ai nói xấu anh nói, cỡ nào nói, anh cũng đéo cần. Cái chuyện mình không có làm, mình không có sợ. Đó. Bởi vì nhiều kênh, nhiều cái kênh đó là của em gì? Nhiều kênh quá anh cũng quên nữa. Chú Tư cho con hỏi thêm một cái này nè, con đang thắc mắc. Thường là cái cũng khán giả cũng thắc mắc là cái người mà biết lỗi á, nó chết học trong vòng 8 đến 9 phút không chú? Chứ chung ra thì cái người biết lỗi á bị rập bẫy á cũng có thể chết, mà tùy theo cái người. Thí dụ như bây giờ biết lỗi mà uống rượu say xỉn á, vẫn là chết, cũng vẫn chết chứ không phải là không. Còn người phụ nữ á, mà nói biết lỗi á, là chết á, là không bao giờ. Có chết là nam mình phải chết thôi chứ nữ không bao giờ chứ nước. Tại vì nữ á, người ta lỗi là cũng như là người nhái rồi. Còn nam mình á, mình nhậu nhẹt đi xỉn say á, mình bơi ngang sông này kia nọ bị dập bẻ thì nó đuối, nó chết thì đó là khó. Mà chết á là người ta chìm xuống dưới, đâu phải là chết liền đâu, cũng 5-10 phút hồ mới cho chết chứ đâu phải mà chìm xuống dưới đó rồi nằm im với nó đâu. Thí dụ như bây giờ á, chìm xuống đó phải không, là lúc đó mình nộp á, nó trồi lên một cái nữa, nó giọt lên một cái nữa, giọt lên cái nữa mới chìm từ từ xuống mới chết đó. Bây giờ mấy em tính đi, con sông đó anh điển hình thôi, con sông này cái chiều sâu của nó không có cần sâu, 5 mét. Bây giờ em đã chìm xuống dưới là em phải hớp một hớp nước vô, nó có cái hơi em mới giọt lên. Đó, lúc đó nó hết hơi rồi, nó mới ngợp đó. Rồi bắt đầu chìm từ từ xuống. Yeah. Mà từ từ xuống đó đâu phải nó chìm ở đây, đâu phải nó chìm điện đâu. Nó em chìm từ từ xuống đây chứ nó cho em xuống tới dưới kia dưới, cả chục mét dưới. Nó mới chìm xuống đất. Mà chìm xuống đất rồi á là hay liền á, thì có khoảng chừng nửa tiếng một tiếng á thì em lặn em mò đụng đụng. Mà nếu mà để qua 4-5 tiếng đó không bao giờ em mò được. Nói vậy. Nó chết nước cũng tùy theo cái người. Người biết lỗi cũng vẫn chết được chứ không phải không? Thì con hỏi chú Tư vấn đề là như là trong quá trình hay trong vòng mà cái người biết lỗi mà cỡ khoảng 8 đến 9 phút mà có thể là chết nước không? Chứ có thể chứ. 5 phút nữa chứ đừng nói 80 phút. Có thể 5 phút nữa. Nói vậy. Mà những người đó là chết á, là không ai thấy là người ta mới chết thôi. Chứ thí dụ như người ta đuối nước á, người ta giọt lên một lần mình cũng phải thấy rồi.
nói chung như cô Hà đi, bây giờ chú cho cô Hà này chích nước đi, bị đuối nước đi, đó, mà cô Hà này đuối nước á, thì lúc có chìm xuống á, cô Hà cũng phải giọt lên một cái nữa, chứ không phải là chìm luôn, cũng phải giọt lên một lần để hơi cuối cùng đó, mình đuối nước đó, là kêu bằng giọt lên cái hơi cuối cùng đó, là không được nó là mới là gọi là chết đâu đó, là cũng phải có người thấy, mà nghe nó nói chú Tấn này nói vợ chết là 11 giờ kém gần 12 giờ. Mà 12 giờ trưa nó mới ghê chứ. 12 giờ trưa xuồng ghe thì đó thì mấy cháu quay mấy cháu cũng thấy rồi. Xuồng ghe nó chạy qua dập về không lẽ người này không thấy người kia cũng không thấy. Nó có cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Ví dụ đuối nước, chết nước, đuối nước là cái vụ mà nói bằng ngày là nó rất là vô lý. Còn nói ban đêm á là chú Tinh, ví dụ như ban đêm đuối nước á, ban đêm á không ai thấy á, là mình phát hiện á, ví dụ như mình phát hiện con vợ mình á nó nhảy xuống sông tự tử, mà mình phát hiện mà mình cứu không kịp thời á là ban đêm đó là mới nói đúng thôi, còn nói ban ngày là không bao giờ đúng. Nó ví dụ mà nói nhảy xà lan ban ngày tại ở đây nè, ở đây nhiều khi nó người ta cũng dân cũng mà đi ghe rồi ghe lúa rồi ghe bành bành người ta cũng chợt giò ta té hoài chứ vậy. Ở đây nè cái sông này nè người ta cũng đi ta chợt giò té hoài vậy. Cái sông nhỏ này ha. À, mà đâu có vụ mà té mà chết một ngày một đêm gì người ta lội dưới bờ đón xe người ta đi theo mà ghe người ta rồi chứ đâu có vụ mà nói như cô Hà mà té xong mà cô Hà có cái hoàn cảnh của cô Hà vậy, rồi cô Hà tự tử để làm gì, cái tiền cô Hà để cho ai hưởng, mà để chết nước đi tự vặn, cái đó là vô lý, hoàn toàn vô lý. Trừ ra chết nước này ha, tự vặn này nó nhiều cũng nho nó chết lắm. Thí dụ như giờ gia đình mình túng thiếu, hay là một khi mình nợ nần, phụ nữ là gây nợ nần, mình không có khả năng mình trả nổi là mình nghĩ quẩn mình tự tử, cái đó là cái điều đó nó đúng. Còn mà cô Hà này cầm bạc tỷ dạng tiền tỷ mà nó cái dạng mà tiền tỷ mà nó tự dặn á, không chú không tin, không bao giờ chú tin. Chú chỉ là cái người hoài phục thôi, nhưng mà chú bức xúc. Đúng đúng đúng. Chú nêu lên cái cảm nghĩ của chú. Đúng rồi. Chứ nói chung ra là tự dặn á, là như thằng Tấn đó, nó tự dặn là đúng. Như thằng Tấn đó, nó thiếu nợ tao 200 triệu, nó đi tự dặn á, là cái đó là hoàn toàn người ta chịu hết. Tao biết, tao biết nó thiếu nợ bao nhiêu nữa. Còn nói cô Hà thì cô Hà tự tử rồi, chú, cái đó là chú không có tin. Tại vì á, cô Hà này nó nắm chiếc xà lan, mình muốn tài công đi lái này kia nọ. Mà nói là cô Hà đi vợ, mà chồng nói vợ có vụ chịu mà vợ nhảy xuống hâm dọ này kia nó tôi nhảy xuống tự tử trong vừa lòng, không có 1 triệu đó đâu. Không có thể chú chia sẻ là chú cũng nóng ruột lắm rồi, vô nó 1 triệu đó là không có đâu. Nó nhiều hơn cái số đó nữa. Nó nhiều hơn cái khoảng đôi 30 lần như vậy đó, chứ không phải là 1 lần đó. Rồi cái hơi nó mới tống ra sao này, ra cái mông. Chứ cái ngực là nó không còn hơi nữa. Nếu mà bình thường không ai trói buộc á thì cái hơi nó mới ép vô cái bụng. Chứ hai cái vú này. Tại vì ngực á là chia sẻ là người phụ nữ lúc nào cũng phải là nằm ngửa lên ha. Đúng đúng. Nam là nằm ấp. Nam là nằm ấp. Nữ là phải nằm ngửa. 100-1000 người cũng vẫn y gan vậy. Nếu mà trong vòng là 3 đến 3 ngày, là 3 đến 4 ngày á. Không có tới 4 ngày đâu. 24 tiếng là nó nói là đờ, 36 tiếng là nó nổi nguyên con người luôn. Chứ không có vụ mà nói 4 ngày, 5 ngày đâu, không có đâu. 3 ngày là dữ lắm rồi, là người ta nổi lên là hết nguyên người rồi. Chứ không phải là như cô Hà này mà đỡ cô Hà này, chú nói thiệt, cô Hà này nếu mà ai xin mà không cào được đó ha, chừng 3-4 ngày sau nữa thì cào, nếu đụng đi nữa cũng là con số không thôi. Cũng là con số không, tại cái hơi nó hết rồi, nó gan như bây giờ á, là bây giờ như chú Cát Nghĩa đang nghe,
bây giờ con người mình á nó chết mà không bó buộc á thì 3 ngày nó nổi, mà nếu bó buộc á nó sình lên tới cái độ của nó là hết cái thời hạn của nó trong vòng 15 ngày hay 20 ngày đó, rồi họ bắt đầu cái tự cái nó phân hủy rồi, cái phân hủy hơi rồi, cái đầu cái hơi của nó mới xì ra, nó ra mà nó phải nó ra như cái kiểu mà bình thường, nó ra rỉ thôi, nó ra cái hơi nó tống lên, nó hơi tống lên một giọt nhỏ và nhỏ như bông bóng thôi, đó, nó bắt đầu nó mới ra cái nhiều ngày đó mà nó xẹp lại con người mình nó hoàn toàn là nó không còn hơi nữa, thì bây giờ á cào lên đúng đụng thí dụ đụng vật cứng thì nhảy xuống mò thì đợi mới tìm được thôi, chứ mà nếu mà cào mà kiểu mà như bữa đó mà cào của Hà đó ha, tại còn hơi đó chứ 2-3 ngày nữa nó hết hơi rồi, cào mà kiểu mà đứt cái neo đó ha, đứt cái dây cào đó đó mà kéo lên rồi thì của Hà đã đứt rồi thì nó cũng trôi đi luôn chứ không có còn nổi ra nữa đó. Tại vì nó phình lên nó hết cái quá hạn của nó rồi thì nó phải xẹp. Bây giờ con người ta bệnh gì nè, chết nước bình thường thì thôi nè, nếu mà 3 ngày mà phình lên mà tìm không được á là 2 ngày sau rồi bắt đầu nó xẹp lại, nó xẹp nó chìm lại nữa ăn chứ không phải là nó nổi luôn à, nó chìm luôn cái xác luôn á. Nó tại vì sao người mình chết lên á, sình lên á 3 ngày 2-3 ngày đó, nó phình lên con người mình lên á, mình không vớt được á, bắt đầu cái là nắng này nè, nắng này bắt đầu cái nó nắng quá cái đầu cái từ từ cái đầu nó mới cái nay bụng này nè nó mới bể là bắt đầu có hết cái hơi rồi, bắt đầu nó chìm xuống lại là không bao giờ nói lên nữa, tại đó nó hết hơi rồi, nó không còn hơi nữa. Cũng như chú nói cho con nghe là như cái bánh xe mình đi, như bánh xi đi, bây giờ xuống sông nó con đâm đi, con đâm cái phập đi rồi con bỏ đi, có khi nào nói không? Cái cuộc xe mình đó, cuộc xe mình làm phao đi, nó về xuống đó đâm cái bập đi rồi nó nổi không, nó có nguy gian gì thôi đó. Bởi vậy nó ngày chú A Xin á, chú A Xin này các cũng có căn kiếp với cô Hà, tìm được cái xác cô Hà này anh rất ơn A Xin, tại A Xin lên quay cũng biết chú rồi, anh chung rất ơn A Xin. Và cái điều mà như chú Tư chia sẻ là nếu mà từ trong vòng 3-4 ngày là thi thể sẽ nổi, và điều dài tiếp theo đó là sinh vật nó sẽ ăn lằn cơ thể không? Không, cái lúc mà mình rớt xuống á, mình chết á, mình té xuống sông mình chết á, là mình còn ở dưới đất á, chứ cái 3 bữa sau mà nổi lên là không có con gì nó ăn, nó ăn là nó ăn chỉ có ăn cái nếu mà nam á thì nó ăn cái mặt cá đội ở rỉa cái mặt à. Còn mà lần lần á là con này con kia nó bám như con bọ này kia nọ, ở dưới biển thì ý xong thì em biết rồi, những con côn trùng này trùng kia nó bám vô cơ thể mình á, là ở dưới mặt đất á, là lúc mà con người mình chết á, mới chết á, thì nó nằm sát đất này không, nằm sát đất cái trôi mình nó nằm sát đất. Đời, ha. Ừ, không có là đời luôn, không có lời, tại nói chung nó nằm sát đất gì ờ à, nó cỡ khoảng chừng 5-7 tiếng đồng hồ sau bắt đầu nó mới lừng lên, nó lừng hơi lên là 12 tiếng bắt đầu nó lừng lên, 24 tiếng bắt đầu nó lên nữa, nó càng ngày càng lên, là tới 36 tiếng là con người mình nó lên tới mặt nước rồi. À, như chú, đó là 48 tiếng, 48 tiếng là sao, là như là nói chung ra là 2 ngày 2 đêm đó, là người mình nó nổi lên là nguyên con người luôn đó, chứ không phải là nó ăn, là nó ăn cái lúc mình đã chết á, là mình ở dưới á, là con này con kia nó mới ăn. Như chú Tư suy nghĩ cái này, như chị Hà có bị bao bọc gì không mà sao mà có chứ, có cơ thể của chị Hà cái còn nguyên vẹn. Đúng mà cái này nhiều người bình luận cái giọng, mà cái giọng là không có đúng cái giọng đâu, tại nói chung ra cái giọng là không bao giờ móc nó tét được, cái giọng nó giống mùng mà loại giống dù mà giống mùng đó, không bao giờ nó tét được, không bao giờ, trừ da miếng bạc thôi,
thì anh quấn miếng bạc, miếng bạc đó mới tét thôi chứ ngoài ra giống là không bao giờ. Tại nhà chú có hai cái giống mùng mà giao cắt còn cũng chưa có đứt ngọt nữa chứ đừng nói mà nói một câu đó mà móc vô mà tét, không bao giờ đâu, không bao giờ tét. Chú suy nghĩ hai vợ chồng nó ví dụ một triệu rưỡi là một triệu đó, là không phải là nó giết cho ở ngoài sông nó đâu, nó giết ở trong bờ rồi vậy. Giết ngoài rồi rồi mới ra đó, nó ra đó nó điện cho bên của nó lên tiếp tay nó, lúc đó nó quẳng rồi thì điện bên nó lên thôi, ra là như là tiếp tay nó thì đụng gì quơ được cái gì quơ gì quá đó vậy thôi. Mà nếu mà nói dọn bao thì cũng không đúng, mà bỏ vô trong bỏ vô là lấy cái bao bỏ vô cũng không có đúng, mà cái giẫm bó là cũng không có đúng. Chứ mà nói mền rồi này kia nọ thì cũng không đúng luôn, có chỉ là chỉ cái miếng bạc đó, miếng bạc đậy đồ đó, đậy mình đi đồ khô là luôn luôn là phải có bạc, mưa gió mình phải đậy nó dở rồi, nó ra tay với vợ nó chết rồi thì nó quấn luôn cái miếng bạc đó, nó quấn lại đó, nó quấn lại đó. Rồi cái ngày mà A-xin nó cào lên á là nó móc tái tét miếng bạc đó, cô Hòa mới bung lên thôi. Chứ nhiều người nói vô cái giỏng là không có giỏng là không có tét. Chú đã thử rồi, chú có kinh nghiệm, chú thử rồi mà. Chú thử rồi, nhà chú à, chú lấy cái giỏng xuống dưới luôn mà, giỏng mùng chú có mà, chú đem dưới lấy đá chú buộc xuống dưới luôn mà. Chú ở nhà thử làm thí nghiệm thử luôn hả? Đúng đúng, thí nghiệm luôn mà. Chú đã thử luôn mà, đi xuống dưới rồi chú neo dưới sông nhỏ, chú dưới nó không có sâu, nó có 1 mét mấy 2 mét, chú neo đàng hoàng luôn. Nói chung là mình bức xúc quá mình mới làm thử ha. Đúng đúng, chú lấy đi kiếm xin bầu chấu mà chú để vô trong đó đó, rồi chú lấy đá chú neo xuống dưới đó, rồi chú đi làm chú lấy cái sắt chú mài cho nhọn nữa nè, chứ không phải là phải bằng như cái A-xin mà đi cào đó đâu, phải móc làm cho nhọn ngang mới móc làm cái lưỡi câu mình đó. Chú móc cho đó đó, chú bệnh lên thử coi, không bao giờ tét, không bao giờ tét đâu. Ai nói mà nói cái giọng ngùng đó mà nói móc tét đó, cái gì chú cũng chịu hết trơn, trừ ra là cái miếng bạc ngủ của mình thôi mới tét thôi. Rồi chú mới kinh nghiệm lại, chú mới đem cái giỏng lên, chú lấy mũ xuống dưới chú làm lưỡi gan vậy nữa. Rồi móc lên rồi xong xuôi là móc lên là chú móc dính rồi chú lên bờ chú gịch phân lên vậy nè, là cái bao dưới phịch lên liền, bao chấu dưới phịch lên rồi liền. Nghĩa là chú Tư là chia sẻ là cái buổi ban đầu chú Tư lấy cái gì giỏng dù đúng chú móc lên là không đi, không tét, không có tét, không tét. Là trên cái bà con rồi nọ thì chỉ nghĩ là cái giống dù thôi. Đúng 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 đúng. Thật sự là nó không tét. Không tét. Chỉ lần thứ hai chú thử nghiệm là bằng chú miếng bạc thôi. Là nó mới tét thôi, nó mới phịch lên thôi. Nó phịch lên ha. Dạ. Chứ nói mà người này bình luận nói cái mền cái nọ, muốn cái mền chú làm cái mền, không bao giờ. Nói tại nói chung ra. Chú nói với mấy cháu nghe gì?